đường quân khúc qua đèo. Xin chào tất cả các bác. Ngày hôm nay thì có anh Bình ở bên Đông Anh. Anh qua Khang Phú Đạt để test một bản mixer PM600 liền công suất. Anh về làm hát văn các bác nhé. Hôm nay thì anh có mang một đôi loa. Đây là loa B3, loa xịn các bạn ạ. Thì ở ngoài có vỏ nhựa này, cũng khá là to và nhìn cũng rất là xịn sò. Anh vừa mới test thử xong thì khá là ok. Và bây giờ là anh chốt luôn em này về để cho nó nóng. Kia, anh khách là anh đang bên kia, đang làm việc về kế toán để thanh toán. Anh có hai cái dây loa này thì bên em sẽ đấu nối lại cho anh. Trước chắc là anh đang dùng cái âm ly cho nên là một đầu để ấy vào cái âm ly và một đầu cho ra loa này. Bây giờ em sẽ làm lại. Rồi ok anh. Ơi mang luôn cả loa của mình đến để thử cho nó tiện. Nó phải đồng bộ của mình. À loa to phết anh nhỉ? Loa bass 30 anh. Ok để em đi làm dây cho anh. Mang một chiếc rồi anh. Mang hẳn hai chiếc thử luôn nổ. Ây giờ quả loa này nó cũng xịn phết đấy. Đúng rồi, thử cả bộ. Và B3 này. B3 châu Âu đấy, xịn đấy. Anh tên là gì anh? Anh nhớ ngay mà. Anh Hiệp. À anh Hiệp bên Đông Anh. Anh Hiệp. Rồi anh Hiệp bên Đông Anh. Khang Phú Đạt Audio cam kết sản phẩm nhập khẩu chính hãng, bảo hành trong 24 giờ, đổi mới linh kiện không sửa chữa, bảo trì định kỳ 6 tháng một lần. Khang Phú Đạt Audio luôn đồng hành cùng khách hàng. Anh cũng ở bên chỗ gần nhà anh Hiệp à? À thì bên Đông Anh sang đây gần. Anh đi làm nó gọn. Vâng, gọn, mấy cái tiện nhất là cái đấy đấy. Gọn về cái chế độ echo gì vợt nó cũng hay. Hát văn chứng tỏ là cũng nhiều người làm nghề này nhỉ? Yeah. Rất là nhiều nhé. Hà Nội khá nhiều. Ở trong miền trong cũng nhiều, tương đối. Hát văn miền ngoài là nhiều hơn. Đúng rồi. Ông Hoài Thanh thì là chuyên nghiệp rồi. Đấy cũng nổi tiếng phết anh nhỉ? Yeah. Không cần nhiều, anh chỉ cần dây loa thế thôi, đúng không? Đây anh cắm vào dây loa, cắm vào cái cổng đường của mixer này. Đấy, một đường ao trái, một đường ao phải này, cắm thẳng ra loa là chạy thôi. Ok. Cắm nguồn điện vào mixer là xong. Kết nối xong, bật nguồn lên là chơi thôi. Jack 6 ly thì nó là jack không cân bằng. Cho nên là mình cắm thì tín hiệu nó sẽ nhỏ và nó khi mình rút ra rút vào nó hay bị nổ lục bục. Còn cái jack Canon này nó là jack cân bằng XLR đấy. Thì anh cắm tín hiệu nó rất là mạnh và rút ra rút vào nó ít khi bị nổ lục bục. 6-7 Làm một bài thử ca thử đi anh. Đêm 1-2 3-4 5-6 Đêm 1-2 3-4 5-6 7-8-9 Đêm volume tổng của đó là cái nào? Volume tổng đây. Đấy, đỏ là nút tổng này. Đấy, còn đây là các đường thành phần. Thì đây là cái gain của từng đường một. Ví dụ là mình đi theo hàng dọc đây này. Đấy, nó có 6 cái đường. Cái này cũng là volume đấy chứ. Đúng rồi, cái này nó chức năng như một cái volume, nó là gain. Gain đầu vào để mình chỉnh âm lượng to nhỏ. Cái này là đường fader để mình đẩy nó lên là to nhỏ, chỉnh bằng cái này. Khi mình chỉnh cái này cố định một mức rồi thì mình sẽ chỉnh cái này. Đêm 1, 2, chép, 3, 4. Đây là chép này, đây là mid này, đây là âm bass, âm low này. Đây là chế độ effect này, effect là màu xanh, là cây. Hai cái đường này là đường out. Đây là pan, về trái với phải. Còn để giữa là nó ra cân bằng cả hai. Cả hai loa. Vâng. Đêm 1, 2, 2. Cái này là để thử tín hiệu. 3, 4. Ba bốn năm sáu bảy tám chín nên một nên một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín năm năm sáu bảy tám chín nên một hai nên một hai đây là chép này.
Ok. Đêm 1, 2. Cánh khuya nguyện lặn sao tàn, chiếc thoi bát nguyện khoan. Giữa là âm trung, âm mít mít. Đó là âm trung à? Đúng rồi, đây là chép cao này. Cái này nên để thế nào cho nó hợp lý như thế này? Bình thường thì mình có thể mình để theo mức không thôi, nhưng mà mình nghe mình theo ý trình của mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anh chỉnh, anh nghe thấy mức nào nó phù hợp thì anh để thôi. Cánh mình không có cái cố định. Nguyệt lặn sao thần, chiếc thoi bát nguyệt khoan chiều. Được anh, bật lên để cái núm đấy là để mình thử tín hiệu. Đấy, anh thử nói nên là sẽ báo đèn lên. Đêm 1, 2. Hét lên. Đêm 1, 2. Để mình thử tín hiệu 3, 4, thì nó sẽ sáng cái đèn 5, báo 5, ở đây 6, 7, cho mình chỉnh gain ở trên đây này. 8, 9. Đêm 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đêm. Đây nha, tất cả những đường ao anh đều cắm ra live stream được. Đây, ví dụ đường AUX này, đường monitor này, đường master B này, hoặc đường phone. Đấy, đây là những cái đường ao nha, thì anh có thể cắm từ cái này để mình ra live stream. Live stream nó bản chất của nó là cứ ao tiếng ra thôi mà, in out. Đây, hoặc là đường jack sen, đây là cũng đường ao đây. Đấy, đấy, đường jack sen này này là đường record đấy anh. Record là ghi âm á. Đấy, thì mình có thể lấy tiếng từ đấy ra được. Làm người ai không ước cao, mơ sang giàu, lời xanh quyền quý, mà trời cho con trắng tay nên một đời ôm lấy chú. Đêm 1, 2. Nhìn đời bon chen đổi thay cho cuộc tình mua bán trao tay. Nhìn đời bon chen đổi thay cho cuộc tình mua bán trao tay. Đấy, đấy, ví dụ anh cắm sang đây thì nó là nhạc về đường này. Hoặc là anh cắm theo chiều dọc này này, nó sẽ có đường in và đường out. Đấy, 6 đường mic mono và 2 đường stereo này. Đúng rồi, organ cắm vào một trong 2 đường này. Cắm theo chiều này à? Đúng rồi, cắm theo chiều dọc. Đấy, organ là cắm chiều này nha. Đấy, thì anh để cái đường này lên. Ok. Còn các đường mic này đây thì đơn giản thôi, anh cắm.
Nê một diêu dít bên lồ ý a nê một hai chim oanh diêu dít bên lồ ý a. Cả một cái dây này dài thoải mái đúng không? Thế là thoải mái này, 3 mét mấy đây này. Có hộp này tiện nhỉ. Các bác đi làm hát văn này lúc nào là cũng cần hộp này luôn. Cái nắp này để mình xách cho nó đảm bảo. Đấy, như cái này thì xách thế này. Đấy, xách thế này. À, đây nó có cái xách này. Đúng rồi, nó xách thế này. Cái nguồn của nó đâu nhỉ? Ở đây. Ok. Dây anh cầm chưa? Để đằng trước à? Đằng này vẫn để được. Rồi, đấy, thế là đẹp luôn rồi. Cảm ơn nhé. Cảm ơn anh nhé. Có cần hỗ trợ gì thì cứ nhắn cho em nhé. Rồi, anh ký hộ em cái bản này. Bản này em gửi lại cho anh. Anh gửi nhận hàng. Em gửi em nhé. Ok. Cảm ơn nhé. Rồi, cảm ơn anh nhé. Và em chào anh nhé.